đang ở sân bay Tân Sơn Nhất. Bây giờ mình đã lên máy bay rồi, để mình sẵn sàng xuất phát thôi. Bay tiến tới nào. Sau 6 tiếng ngồi máy bay với tâm trạng háo hức, cuối cùng thì Trương cũng đã đến được sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Trương được đi nước ngoài, cảm xúc thật tuyệt vời. Điểm đến đầu tiên trong hành trình chính là vạn lý truyền thành vô cùng nổi tiếng. Ok, thì bây giờ mình đã xuống xe rồi. Nhờ các bạn đã nhận tàu quá cái này thì đó là từ học thấy rất hùng vĩ đúng không? Không khí ở đây vô cùng trong lành, một chút mát mẻ của buổi sáng sớm rất thích hợp cho việc leo núi. Nào, cùng đi thôi. Núi Trường Thành là tên gọi của những thành lũy kéo dài từ đông sang tây, được xây dựng bằng đất và đá từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên cho đến thế kỷ thứ 16, tức là nhà Minh, chống lại sự tấn công của quân Hung Nô, Mông Cổ, Đột Quyết và các bộ tộc du mục khác. Người ta ước tính số người tham gia xây dựng công trình này lên tới 800.000 người, trong đó có hàng trăm người chết trong quá trình xây dựng, đặc biệt là dưới thời vua Tần Thủy Hoàng. Để chinh phục vạn lý Trường Thành, bạn sẽ cần nửa năm đi bộ vượt qua những chặng đường dài hiểm trở. Trường Thành cao và dài quá các bạn ơi. Mình nghe chú hướng dẫn viên của mình nói á, Trường Thành này dài tới 22.000 cây số rồi. Và mình mới đi được có một chút thì đã thấy bủng rủng giờ rồi, không muốn đi tiếp nữa. Mà ở đây còn có một con khác nữa. Bởi vì ngày xưa khi quân giặc tới thì quân ở đây đã đốt lửa lên, bởi vì người ta gọi là phong hỏa đại. Bây giờ các bạn cùng theo chân mình để đi tìm một trong 7 kỳ quan thế giới nào. Chưa múa một chút môn võ thái cực quyền cho các bạn xem nào.
Ôi trời, trời, trời ơi. Bây giờ mình xin tạm biệt quản lý Trường Thành thôi. Giờ mình quá đói rồi, mình phải đi ăn cơm. Khi mình đi ăn cơm xong, thì mình sẽ đi một địa điểm mới còn thú vị ha. Đường phố Bắc Kinh rất rộng, chỉ toàn là xe hơi. Từ quản lý Trường Thành đến nhà hàng cũng mất cả tiếng đồng hồ, nhưng lại không hề mệt vì đường xá rất tốt, lại không bao giờ có kẹt xe nữa. Thưởng thức món bình quê Bắc Kinh, đây là món ăn chứa danh của Trung Quốc mà bất cứ người nào đến Bắc Kinh cũng phải thưởng thức một lần. Cái ngon của vịt quay Bắc Kinh nằm ở chỗ cái da nó giòn giòn, bóng mỡ, ngon ơi là ngon. Tại các nhà hàng và bất cứ chỗ nào, bạn cũng có thể dễ dàng mua được đồ lưu niệm là những sản phẩm thủ công mỹ nghệ hết sức tinh xảo. Buổi chiều, đoàn đến thăm lăng mộ của 13 vị vua nhà Minh. Do là khu lăng mộ linh thiêng nên mình không quay phim cho các bạn xem được rồi. Chỉ có điều, đây là một nơi cũng rất thú vị. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu về lịch sử Bắc Kinh và Trung Quốc nha. Wow, nhà đã một ngày mới rồi. Và bây giờ mình đã xuống xe. Và mình đang đi tới Tử Kim Thành cuối cùng. Nhưng mà muốn tới đó thì phải đi qua 2 km để tới quảng trường Thiên An Môn. Đến cái cục đào cấp quá nào đội lên đây giờ nhưng mà cái cục ấy thường cái đi mà đưa chị thường cái để các bạn đi qua đó là các bạn không có sức nha. Cho treo lên đi, có gì chị đứng tiền cho dễ. Má công chúa ở Bắc Kinh, bạn sẽ dễ dàng thuê được chiếc xe đạp ở bất kỳ đâu. Chỉ cần quét mã QR, bạn sẽ dễ dàng sử dụng được xe và rồi bon bon trên đường. Bây giờ mình đang đi để tới quán trường Thiên An Môn. Wow, trường bên kia đấy, nó thật là rộng lớn. Wow. Dạ, trong một lượt đi bộ mệt mỏi, và mình đã tới quán trường Thiên An Môn. Phía trước là lăng mộ của cố chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông. Phía sau lưng mình là quảng trường Thiên An Môn. Và đây chính là Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc, nơi lưu giữ một sưu tập nhiều di vật giá trị bằng đồng, gốm, bằng ngọc. Bên cạnh mình đây là một vườn hoa rộng lớn lung linh khoe sắc, chụp hình mỗi ca tay. Đi vào Thiên An Môn là Cố Cung. Cố Cung hay còn gọi là Tử Kim Thành, ấy trung tâm thủ đô Bắc Kinh, là cung điện của các triều đại từ giữa nhà Minh đến cuối nhà Thanh. Cố cung rộng đến 720.000 m², gần 800 cung và 9.999 gian phòng. Cố cung được thiết kế bởi nhiều kiến trúc sư, trong đó có một người Việt là thái giám Nguyễn An. Một ngày ước tính có khoảng 1.000 lượt khách đến tham quan, nhất là vào mùa hè này, thật là náo nhiệt. Chào mừng các bạn đã đến với Tử Kim Thành. Dạ, các bạn có thấy đồ của mình khác cái khi ở ngoài thành không? Bởi vì mình đã biến hóa. Wow, chỗ này thật là ngang người. Và đây chính là điện Thái Hòa, quý nga tráng lệ. Và các bạn có nhìn thấy những hai bên mọi người đang đi không? Ví dụ đó là gì không? Là chỗ những đại thần ta đi vô để ta tiếp kiến vua đó. Mình sắp được đi vô rồi, vui quá đi. Tử Kim Thành được chia làm hai phần, ngoại đình còn được gọi là tiền triều, dành để thực hiện các nghi lễ, và nội đình tức là hậu cung, là nơi ở của hoàng đế và các cung tần mỹ nữ. Ở đây không có cái cây nào hết vì sợ có kẻ ám sát vua chúa ẩn nấp. Tử Kim Thành gắn liền với những bộ phim nổi tiếng về triều đại Minh Thanh như Cung Tâm Kế, Công Lược, Đập Bính Ký.
gọi từ Cấm Thành có liên quan đến học thuyết Trần Sao cổ đại. Sao Tử Vi là sao bắt đầu, xung quanh có nhiều sao bao bọc. Người xưa coi thiên tử là Trần Sao Tử Vi, nên cung điện hoàng đế gọi là Tử Cấm Thành, là thành của thiên tử. Và cuối cùng mình đã vào trong Bảo Hoa Điện. Và đây chính là cung để cho chúng ta thi trạng nguyên. Dạ các bạn ơi, hôm nay á là Trương á sẽ là đi thi trạng nguyên. Các bạn nhớ ủng hộ mình để mình đổ nha. Rời Tử Cấm Thành, Trương lại tiếp tục hành trình đến cửa hàng trưng bày sản phẩm mỹ nghệ Cảnh Thái Lam. Đó, thì mình đang đi coi công nghệ Cảnh Thái Lam. Cảnh Thái Lam là đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống nổi tiếng của Trung Quốc, là một trong 8 tuyệt tác của Bắc Kinh ngày xưa. Người ta phải thiết kế, làm phôi bằng đồng, uốn sợi, lên màng, đánh bóng. Nói chung là rất cầu kỳ tỉ mỉ, nhìn là phát mê luôn đó các bạn. Nhưng coi chơi thôi chứ chưa có tiền đâu mà mua, mắc lắm các bạn ơi. Một điểm đặc trưng khác của Bắc Kinh chính là các ngõ hồ đồng, đó là các diễn nhà truyền thống giữa lòng Bắc Kinh bao quanh Tử Cấm Thành. Nó trông giống như phố cổ Hội An của Việt Nam vậy. Nghe nói có thời kỳ nó lên tới 6.104 con phố lận, nhưng giờ đây chỉ còn 2.000 thôi. Trong đó có khoảng 20 hồ đồng nổi tiếng được rất đông du khách ghé thăm. Wow! Và bây giờ mình đang đứng ngay tại cái ngõ hồ đồng. Wow! Rất đông du khách. Ở đây có rất nhiều gian hàng, tiệm đồ mỹ nghệ, các món ăn đặc sản đến những món đồ chơi mà Trương vô cùng yêu thích. Chà chà, tha hồ mà bung xả nha. Siêu nhân mà Trương rất yêu thích, tiếc là ba không cho mua rồi. Trương gần như bị choáng ngợp với không gian nơi đây, sao mà đã quá vậy. Bánh Mã Dũng kìa, đây là món đồ chơi Trương thích lắm nè. Kẹo hồ lô được làm từ quả táo tẩm đường mật nha, nhìn rất là ngon, trẻ em Trung Quốc rất yêu thích. Màu đỏ tượng trưng cho may mắn và sâu kẹo hồ lô tượng trưng cho sự gắn kết đoàn viên. Các bạn,
bây giờ á mình sẽ đi tiếp vào bên trong cái chỗ nghỉ hè của bà Từ Thi Thái Hậu nhé. Đi nào, let's go. Hai cảnh nổi bật của Duy Hà Viên là Vạn Thọ Sơn và Hồ Cung Minh, với diện tích hoa viên lên đến 294 mẫu và hồ lên tới 220 mẫu. Đây chính là một cái hồ cực đẹp. Đây là cái hồ nước mênh mông. Năm 1888, Từ Hy Thái Hậu đã lấy 500 vạn bạc vốn dĩ để xây dựng đại quân chống lại phương Tây, nhưng bà lại dùng để trùng tu nơi đây thành một công viên tráng lệ bậc nhất. Thưa các bạn, đây chính là hành lang dài nhất thế giới, được kỷ lục Guinness công nhận ở Duy Hà Viên này. Đây. Duy Hà Viên có kiến trúc toàn cảnh vô cùng kỳ lạ. Hồ Cung Minh có hình dạng quả đào lớn, còn dãy hành lang giống như con dơi giang tay, và cả một con rùa tượng trưng cho mong muốn của bà Từ Hy Thái Hậu là phúc lộc thọ mãi mãi. Thì mình đang đi coi cái tảng đá mà nó rất là linh luôn. Từ tảng đá đó được gọi là tảng đá phá sản các bạn. Bởi vì hồi xưa là cái tảng đá đó nó làm cho địa chủ cũ của tảng đá đó bị phá sản luôn. Và cuối cùng khi mà vua Càn Long đem về tảng đá đó cũng bị quy nhà nước bị phá sản luôn. Đây chính là tảng đá mà mình muốn cho các bạn coi. Điểm đến Duy Hà Viên đã khép lại hành trình 3 ngày khám phá Bắc Kinh vô cùng thú vị. Giờ thì Chương phải ra sân bay rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong hành trình tiếp theo của Chương nhé. Chào Chương.